Mua Xiaomi, Realme tặng bảo hành vàng toàn diện, cả nguồn, màn hình, vân tay trong 12 tháng, duy nhất tại điện thoại hay.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cây Công Nghệ, mình là Minh Kha đây. Như vậy là Xiaomi đã chính thức giới thiệu dòng Redmi Note 11 của họ ra bên ngoài thế giới rồi các bạn ha, ra toàn thế giới, cụ thể là Ấn Độ. Như vậy là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái bản ROM Global dành cho những phiên bản thuộc thị trường sách tay. Và nhân vật chính trong video ngày hôm nay đó chính là cái chiếc Redmi Note 11T. Đây là cái chiếc máy mà mặc dù là chúng ta nghe đến cái tên là cảm thấy nó sẽ khác khác đó, nhưng mà về mặt thông số thì nó sẽ gần như là giống hoàn toàn với lại cái chiếc Redmi Note 11 mình cũng đã từng làm video điểm tin trước đó. Đầu tiên ý, thì nó sẽ có cho chúng ta đó chính là một cái màn hình IPS LCD với tần số quét là 90Hz. Độ sáng thì mình đã tìm hiểu bên cái trang thông số của Trung Quốc luôn, chính thức của Xiaomi luôn, thì mình không thấy được cái phần độ sáng, không biết là nó sẽ dao động tầm bao nhiêu đây. Nhưng mà nếu như mình thì mình sẽ hy vọng nó dao động tầm khoảng là 600 nits, tại vì bây giờ 600 nits nó mới đủ dùng được, chứ còn dưới 600 nits là nó tối lắm, thật sự hy vọng là như thế. Và chúng ta sẽ có là một cái màn hình với kích thước là 6.6 inch, độ phân giải là Full HD và tần số chạm cảm ứng sẽ là 240Hz. Về phần mặt trước thì nó sẽ có chúng ta là một cái dạng màn hình đục lỗ viền tổng thể, thì nhìn chung là khá là mỏng, không phải là quá dày. Đi kèm đó là một cái phần mặt lưng được bo cong. Bo cong ở đây thì mình nghĩ rằng là tại vì nó là cái thuộc cái chiếc máy giá rẻ mà, nên là sẽ không có phải là cái dạng mà phẳng rồi là vuông vức như là trên cái phiên bản Pro hay là Pro Plus đâu. Đó, mà con này thì nó sẽ là bo cong, thì nó sẽ mang lại cho chúng ta là một cái trải nghiệm cầm nắm nó tốt hơn. Đi kèm với đó nó sẽ có một cụm camera ở phía sau với cảm biến chính có độ phân giải là 50MP và sẽ chỉ có thêm một cảm biến 8MP là cảm biến góc trọng đi kèm thôi. Đó, thì đây là một điểm mà mình thấy là cũng hợp lý thôi, không cần phải là 3-4 cảm biến để làm gì cả. Thật sự là bây giờ nếu mà gắn thêm cho đủ 3-4 cảm biến là gì? Macro rồi là đo chiều sâu 20MP, cái đó có ai dùng đến đâu. Nên là thành ra thôi cứ loại bỏ đi cũng được, tiết kiệm được vài ngàn đi chăng nữa thì cũng gọi là tiết kiệm. Với cái số lượng máy bán ra theo như mình tìm hiểu các bạn nhé, chỉ trong vòng 1 phút 45 giây thì hãng đã thu về doanh số hơn 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 312 triệu đô. Và chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ, con số này nó đã tăng lên gấp đôi, lên tới là 645 triệu đô. Rất khủng khiếp các bạn à, chỉ trong vòng 1 giờ mà bán hơn nửa tỷ đô như thế. Cho nên là cái việc mà cắt giảm đi những cái cụm camera tưởng chừng như nó vô dụng, nó rẻ tiền, có thêm cho đẹp cũng được ấy, thì nó sẽ là rất nhiều. Camera selfie của này thì sẽ có độ phân giải 16MP. Hiệu năng thì nó vẫn sẽ là con chip Dimensity 810 thôi. Đây là một con chip mà mình thấy rằng là xét về cái khía cạnh hiệu năng ấy, điểm số AnTuTu ấy, nó sẽ tương đương với lại cái con chip Snapdragon 845 hoặc thậm chí là nhỉnh hơn một tí. Còn nói về cái khoảng mà trải nghiệm thực tế thì mình nghĩ là nó cũng sẽ nằm ở khoảng Snapdragon 845 chứ không tệ đâu. MediaTek thì mình thấy là phong độ của họ trong năm nay là rất là ổn định các bạn nhé. Chip nào chip nấy đều ngon nghĩa cả về khoảng hiệu năng cũng như là khoảng nhiệt độ tỏa ra. Cho nên các bạn cũng sẽ không phải là quá lo về vấn đề này, không cần phải so đo nhiều với là Snapdragon. Thì trước đó những chiếc máy mà Xiaomi đã lựa chọn chiếc Snapdragon ấy thì giá phải cao hơn, chắc chắn là phải cao hơn so với lại chip MediaTek. Cho nên việc mà Xiaomi họ tận dụng được cái con chip MediaTek này thì nó sẽ giúp cho cái giá thành tổng thể của một chiếc máy nó cho ra ấy là rẻ hơn rất nhiều. Đấy. Rồi, là còn về phần loa kép thì nó vẫn sẽ có các bạn nhé. Loa kép thì nói chung là đây là một điểm mà chúng ta đã thấy được trên cái dòng Redmi Note 10 rồi. Cũng là một điểm rất là đáng tuyên dương. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ có là một viên pin với dung lượng là khoảng 5000mAh, công suất sạc bây giờ cũng lên tới là 33W. Tổng thể lại thì về mặt thông số của này và nằm trong cái phân khúc giá theo như mình thấy ở đây thì nó sẽ dao động tầm khoảng là trên 5 triệu thì là cực kỳ hợp lý, không có gì để chê cả. Đó, thương hiệu Xiaomi bây giờ cũng không phải là một cái thương hiệu mà kiểu cùi bắp nữa đâu các bạn nhé. Doanh số rồi đứng top cái thứ thế giới là gọi là rất là ok đấy. Nên thành ra là một phần nào đó khi các bạn sử dụng thương hiệu Xiaomi này thì cũng không cần phải là ngại ngùng như là kiểu như trước đây nữa. Kiểu không có ngại như là đây là một thương hiệu tàu, đồ lỡm cái thứ này kia rồi đó. Mà bây giờ thì chúng ta vẫn có thể tự tin là khoe được cái logo Xiaomi. Mình nghĩ là như thế. Mình sử dụng Redmi K10 kia mình thấy cũng bình thường, chả có gì phải ngại ngùng trước những đám bạn dùng iPhone cả. Đấy. Vậy còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Xiaomi Redmi Note 11T này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.